Xin chào các bạn khối 1 trường tiểu học Đào Sơn Tây. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Và hôm nay cô sẽ gửi đến các bạn một tiết hát nhạc. Chúng ta sẽ cùng vui ca hát với cô ha. Và để chuẩn bị cho tiết học ngày hôm nay, các con hãy tìm cho mình một cái dụng cụ gì đó có thể phát ra âm thanh. Nếu bạn nào có song loan, có thanh phách, quá tốt. Còn nếu không có, tụi con xem trong nhà mình có vật dụng gì tạo ra được âm thanh như hai cái muỗng nè, hai chiếc đũa nè. Còn nếu không có gì hết nữa thì sao? Thôi ta dùng hai bàn tay nha. Rồi, các con đã chuẩn bị để cùng bước vào tiết học với cô chưa nào? Bắt đầu nha! Và hôm nay, bài học của chúng ta đó chính là bài quả. Các con hãy mở sách âm nhạc bài quả ra nào. Và giờ tiết học xin được phép bắt đầu. Và bây giờ cô muốn các con đứng dậy và chúng ta khởi động giọng như những nghệ sĩ chuyên nghiệp nha. Các con mở rộng cổ họng ra, mở rộng vành miệng ra và rất đơn giản hát theo chính cái từ ở trên bảng của cô nghe. Rồi, và bây giờ khi tiếng đàn bắt đầu lên thì chúng ta khởi động ha. Theo cô nào. Ha 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 ha. Lần hai. Ha 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 ha. Lần ba. Ha 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 ha. Lên nữa nào. Ha ha. Mời các bạn ngồi xuống nào. Cô xin giới thiệu với các con, đây chính là lời của bài ca quả. Bài hát gồm có 4 lời. Và để cho các con nắm được lời bài hát rõ hơn thì cô sẽ đọc qua một lần. Và để cho các con có thể chút nữa tập hát dễ hơn nữa, cô cũng sẽ đưa vào các vạch nhịp để cho các con dễ theo dõi nha. Quả gì mà ngon ngon thế? Xin thưa rằng quả khế, ăn vào thì chắc là chua, vân vân, chua thì để nấu canh cua. Quả gì mà da cưng cứng, xin thưa rằng quả trứng, ăn vào thì nó làm sao, không sao, ăn vào người sẽ thêm cao. Quả gì mà lăng lông lốc, xin thưa rằng quả bóng, sao mà quả bóng lại lăn, do chân, bao người cùng đá trên sân. Quả gì mà gai chi chít, xin thưa rằng quả mít, ăn vào thì chắc là đau, không đau, thơm lừng tận mấy hôm sau. Các con có thể đọc đi đọc lại vài lần bằng cách dừng màn hình lại. Cảm ơn các bạn. Cô mời các bạn nghe bài hát. Bài hát Quả, nhạc và lời Xanh Xanh. Quả gì mà gai chi chít,
lưng tình mấy năm sau. Và bây giờ cô mời các bạn học hát từng câu với cô ha. Trong lời một, chúng ta sẽ chia thành 4 câu. Câu đầu tiên, quà gì mà ngon ngon thế? Cô hát lại lần nữa. Quà gì mà ngon ngon thế? Cô mời các bạn cùng hát lại với cô. 2, 3. Quà gì mà ngon ngon thế? Lần nữa nào. 2, 3. Quà gì mà ngon ngon thế? Cô thấy các bạn hát được rồi đó. Chúng ta qua câu thứ hai nhé. Xin thưa rằng quà khế, xin thưa rằng quà khế. Cô mời các bạn cùng hát. 2, 3. Xin thưa rằng quà khế. 2, 3. Xin thưa rằng quà khế. Rồi, tốt quá. Câu thứ ba luôn nhé. Ăn vào thì chẳng là chua, ăn vào thì chẳng là chua. 2, 3. Ăn vào thì chẳng là chua. 2, 3. Ăn vào thì chẳng là chua. Giỏi quá. Câu thứ tư luôn nha. Vâng vâng, chua thì để nấu canh cua. Vâng vâng, chua thì để nấu canh cua. 2, 3. Vâng vâng, chua thì để nấu canh cua. 2, 3. Vâng vâng, chua thì để nấu canh cua. Rồi, các bạn đã học được hết lời một rồi. Chúng ta hát lại một lần nha. Quà gì mà ngon ngon thế? Xin thưa rằng quà khế. Ăn vào thì chẳng là chua. Vâng vâng, chua thì để nấu canh cua. Hay quá, cô mời các bạn cùng lặp lại với cô nha. Quà gì mà ngon ngon thế? Xin thưa rằng quà khế. Ăn vào thì chẳng là chua. Vâng vâng, chua thì để nấu canh cua. Và bây giờ cô tiếp tục dạy lời 2 của bài hát. Các con chú ý nhé. Lần này chúng ta sẽ học hát theo đàn. Cô sẽ hát mẫu trước một lần. Lời 2. Quà gì mà da cứng cứng, xin thưa rằng quà trứng. Ăn vào thì nó làm sao? Không sao, ăn vào người sẽ thêm cao. À, cô quên, các bạn, cô sẽ gạch chân như thế này cho các bạn dễ thấy. Chúng ta học lại một lần nữa lời 2 nhé. Quà gì mà da cứng cứng, xin thưa rằng quà trứng. Ăn vào thì nó làm sao? Không sao, ăn vào người sẽ thêm cao. Rồi, bây giờ các bạn cùng hát lại một lần nữa lời 2 nha. 2, 3. Quà gì mà da cứng cứng, xin thưa rằng quà trứng. Ăn vào thì nó làm sao? Không sao, ăn vào người sẽ thêm cao. Rồi, các bạn thấy rằng là lời 2 giai điệu y như là lời 1, đúng không nào? Vậy thì lời 3 cũng sẽ y như vậy nha các bạn. Rồi, bây giờ cô sẽ hát mẫu trước một lần. Bạn nào hát được thì cùng hát với cô ha. Lời 3, bắt đầu. Quà gì mà lăng lông lông, xin thưa rằng quà bông. Sao mà quà bông lại lăng do chân, bao người cùng đá trên sân. Hay quá, bây giờ chúng ta cùng hát lại lời thứ 3 nha. 2, 3. Quà gì mà lăng lông lông, xin thưa rằng quà bông. Sao mà quà bông lại lăng do chân, bao người cùng đá trên sân. Rồi, quá tuyệt vời. Phát huy luôn lời thứ 4 nha các bạn. Lời thứ 4, giai điệu cũng y như là lời 1, 2, 3 thôi nào. 2, 3. Quà gì mà gái chi chi, xin thưa rằng quà mít. Ăn vào thì chắc là đau, không đau, thơm lừng tận mấy hôm sau. Các bạn chú ý lời thứ 4 thì chữ cuối cùng, chữ sau nó nằm ở cái khung nhạc cuối cùng, hơi xa một tí, các bạn lưu ý ha.
Lời thứ tư lần nữa nào. 2, 3. Quả gì mà gai chi chi, xin thưa rằng quả mít. Ăn vào thì chẳng là đau, không đau, thơm lừng từng mấy hôm sau. Trời ơi, các bạn thật là tuyệt vời. Rồi, vậy bây giờ cả bài nào. Rồi, uống nước tí xíu nha. Lấy hơi nào. 2, 3. Quả gì mà ngon ngon thế, xin đưa rằng quả khế. Ăn vào thì chẳng là chua, vâng vâng, chua thì để nấu canh cua. Quả gì mà da cứng cứng, xin đưa rằng quả trứng. Ăn vào thì nó làm sao, không sao, ăn vào người sẽ thêm cao. Quả gì mà lăng lông lông, xin thưa rằng quả bóng. Sao mà quả bóng lại lăng, do chân, bao người cũng đã trên sân. Gì mà gai chi chít, xin thưa rằng quả mít. Ăn vào thì chẳng là đau, không đau, thơm lừng từng mấy hôm sau. Cô mời cả lớp cùng hát lại cả bài. Bài hát Quả, nhạc và lời Xanh Xanh. Ngon ngon thế, xin thưa rằng quả khế. Ăn vào thì chắc là chua, vâng vâng, chua thì để nấu canh cua. Quả gì mà da cứng cứng, xin thưa rằng quả trứng. Ăn vào thì nó làm sao, không sao, ăn vào người sẽ thêm cao. Rồi vậy bây giờ chúng ta tiếp tục học hát và gõ đệm theo nhịp nha. Để gõ đệm theo nhịp thì rất là đơn giản, chúng ta chỉ cần gõ vào phách mạnh đầu tiên của mỗi ô nhạc là được. Các bạn chuẩn bị nhạc cụ cho cô nào. Nếu không có nhạc cụ thì chúng ta gõ bằng tay thôi ha. Rồi cô sẽ hát mẫu và làm mẫu trước lần 1 lời 1. Các bạn cùng làm theo cô luôn cũng được nha. Quả gì mà ngon ngon thế, xin thưa rằng quả chẳng là chua, vân vân, chua thì để nấu canh cua. Các bạn có thể gõ thêm một nhịp ra nữa để chúng ta kết nối qua lời 2, lời 3, lời 4. Vậy thì bây giờ chúng ta tiếp tục luôn lời 2, lời 3, lời 4 gõ theo nhịp nha các bạn. Quả gì mà da cứng cứng, xin thưa rằng quả trứng. Ăn vào thì nó làm sao, không sao, ăn vào thì sẽ thêm cao. Quả gì mà lăn lông lông, xin thưa rằng quả bóng. Sao mà quả bóng lại lăn, do chân, bao người cũng đã trên sân. Quả gì mà gai chi chi, xin thưa rằng quả mít. Ăn vào thì chẳng là đau, không đau, thơm lừng từng mấy hôm sau. Cô thấy các bạn hát thật là hay. Các bạn có thể tua lại cái đoạn này một lần nữa để các bạn hát và gõ đệm theo nhịp nha. Vậy tiếp theo chúng ta sẽ cùng học hát và gõ đệm theo phách nha các bạn. Cô giảng cho các bạn một tí nè.
Đây là bài hát có nhịp 2-4. Vậy trong mỗi một ô nhịp thì chúng ta sẽ gõ vào hai phách mạnh của nó. Các bạn cứ làm theo cô thôi ha. Rồi sau này các bạn lớn lên thì các bạn sẽ học kỹ hơn về nhạc lý, thì các bạn sẽ hiểu rõ hơn về điều này. Rồi tương tự cho các khu nhịp sau, thì chúng ta cứ mỗi một ô nhịp như thế chúng ta sẽ gõ vào hai phách. Rồi lời thứ nhất cô cũng làm mẫu trước một lần nha. Quà gì mà ngon ngon thế, xin thưa rằng quà phê, ăn vào thì chẳng là chua, vân vân, chua thì để nấu canh cua. Rồi các bạn làm lại một lần nữa không nào? Một lần nữa nhé, gõ theo phách. Cô sẽ hát lại một lần lời một nha. Quà gì mà ngon ngon thế, xin thưa rằng quà phê, ăn vào thì chẳng là chua, vân vân, chua thì để nấu canh cua. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ làm liên tục luôn ba lời còn lại nha. Các bạn bắt đầu nào. Quà gì mà da cứng cứng, xin thưa rằng quà trứng, ăn vào thì nó làm sao, không sao, ăn vào thì sẽ thêm cao. Quà gì mà lăng lông lông, xin thưa rằng quà bóng, sao mà quà bóng lại lăng, do chân, bao người cùng đá trên sân. Quà gì mà gai chi chi, xin thưa rằng quà mấy hôm sau. Cảm ơn các bạn. Và các bạn cũng y như vậy. Tua lại đoạn này và hát và tập gõ đệm theo phách dùng cô nhiều lần nha. Và cuối cùng hát và gõ đệm theo tiết tấu lời ca. Các bạn thấy cô đánh dấu cho các bạn không? Dễ quá đi nào. Có nghĩa là chúng ta hát ra tiếng nào thì chúng ta sẽ gõ đệm theo đúng như lời chúng ta hát. Rồi, bây giờ cô làm mẫu lời 1 cho các bạn nha. Quà gì mà ngon ngon thế, xin thưa rằng quà khế, ăn vào thì chẳng là chua, vân vân, chua thì để nấu canh cua. Đó, rất là đơn giản thôi nào. Rồi, và bây giờ chúng ta làm tiếp tục luôn cả ba lời còn lại. Cứ hát lời tiếng nào ra, gõ tiếng đó nha các bạn. Bắt đầu, lời 2, lời 3, lời 4 nha. 2. Gì mà da cứng cứng, xin thưa rằng quả trứng, ăn vào thì nó làm sao, không sao, ăn vào người sẽ thêm cao. Quả gì mà lăng lông lâu, xin thưa rằng quả bóng, sao mà quả bóng lại lăng, do chân, bao người kiểu hát và gõ đệm thì rõ ràng gõ đệm theo tiết tấu lời ca là đơn giản nhất. Các bạn cứ hát tiếng nào thì chúng ta gõ vào tiếng đó. Cảm ơn các bạn thật nhiều. Và bây giờ cô muốn các con cùng đứng dậy biểu diễn cho ba mẹ, ông bà và gia đình mình cùng xem coi nãy giờ chúng ta học có hiệu quả không nhé. Bạn nào chưa thuộc thì cũng có thể nhìn lên màn hình. Còn bạn nào giỏi rồi, thuộc bài hát thì chúng ta vừa hát vừa nhún nhảy, lắc lư hoặc vỗ tay theo giai điệu của bài hát nha các con. Nhớ hát to lên nha. Thank you.
Nãy có bạn nào hơi bất ngờ khi trong bài hát của chúng ta lại có thêm hai lời nữa không nào? Không sao cả, các bạn có thể nhìn theo karaoke để chúng ta phát triển thêm hai lời của bài hát, của bài quả ha các con ha. Cảm ơn các bạn đã cùng học với cô một tiết nhạc thật là vui. Cô mong các con sẽ cảm thấy hạnh phúc khi được học với cô. Cô cũng mong rằng ở tiết học sau sẽ gặp lại các bạn. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.